Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái login là Forester hay bạn, tạo cây cây hoa rồi đó. Rồi thì video trước chúng ta đã tìm hiểu cái cách mà đơn giản nhất là chúng ta sử dụng cái thư viện sẵn có của phần mềm. Thì nó dễ lắm, chúng ta chỉ việc là chọn cái mẫu nào chúng ta ưng ý và chúng ta lấy thôi. Rồi thì video này chúng ta sẽ bắt đầu cái việc mà chúng ta sẽ chỉnh sửa từng chi tiết của cái cây hay hoa gì chúng ta. Thì nó hơi, nó không phải khó nhưng mà nó hơi nhiều tham số nên nhiều khi các bạn cảm thấy rối á. Thì tôi sẽ tách ra từng phần, mỗi cái phần thì tôi sẽ làm một cái video nhỏ để cho các bạn dễ ha, dễ học. Thì đây là cái file cũ tôi đang làm nè, tôi xóa hết những cái này đi. Xóa hết phần chất liệu luôn. Thì khi bạn tạo, bạn chọn những cái mẫu thư viện á, thì nó sẽ tự động tạo cho chúng ta những cái chất liệu bạn. Đây là tôi đang sử dụng trình render Octane thì tôi bỏ luôn đi. Rồi, tôi cho quay về mặc định hết tất cả như thế này. Rồi, thì video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái phần đầu tiên, cái phần chỉnh sửa chi tiết đầu tiên của phần cây rừng nha. Forester Tree, đây về cây rừng, về cây. Thì bạn lít đầu tiên bạn lít thì nó sẽ tạo cho chúng ta được một cái mô hình cái cây cao như thế này. Ok. Rồi, thì các bạn cũng như thế này. Render, tôi đang sử dụng cái standard hay tiêu chuẩn, không có gì hết. Render, tôi cho cái độ phân giải HD thôi cho nó nhẹ bạn. Này là full HD, 1280, 720, ok. Rồi, đây là được một cái cây như thế này. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là cái cây mặc định default của cái phần mềm. Thì bạn click vào đây thì ta sẽ lôi cái này lên cho nó rộng một tí. Rồi bây giờ chúng ta, bạn sẽ thấy tôi sẽ nói sơ về cái phần mà chỉnh sửa cái phần thuộc tính của cây này. Thì ban đầu các bạn mới nhìn vào cái phần thuộc tính nó chắc các bạn cũng hơi bị sốc tại nó nhiều thứ quá bạn, thì nhiều tab quá. Nhưng mà tôi nói một vòng qua thì các bạn sẽ hiểu là rất là dễ các bạn, nó theo nguyên tắc rất là dễ. Thì đầu tiên để học được cái này, phần mềm cái login này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái từ tiếng Anh đơn giản thôi, thông dụng thôi để chúng ta hiểu ha, dễ làm việc. Thứ nhất là tôi có thống kê một số chữ tiếng Anh nè, từ vựng tiếng Anh thôi, tôi cũng không giỏi gì thì tôi cũng tra trên Google, từ nào tôi không biết thì tôi tra trên Google dịch thì nó hiểu được. Chúng ta tree là cây nè bạn, trunk là thân, rồi nhánh là branch, lá là leaf, cỏ là grass, cái cuốn các bạn, cái cuốn sau này chúng ta sẽ học về cái phần mà hoa thì chúng ta sẽ có phần này stem, ngọn cỏ lát, phần nhụy hoa chúng ta sẽ có nhụy seed mat, lá đài. Lá đài là cái gì, là cái lá ở bên dưới cái hoa chúng ta thì gọi là lá đài bằng sepal, còn cánh hoa là petal, đá là rock, cái gốc á, cái gốc mà chúng ta là root, còn cái phần ngọn ở trên là tip. Còn cái sự phát triển của cây là grow, giống như sữa alpha row vậy ha. Rồi, sự tăng trưởng. Đó là một số cái từ tiếng Anh thông dụng mà chúng ta học từ vựng để chúng ta dễ làm việc hơn. Rồi, thì quay lại cái vấn đề chính chúng ta, bạn sẽ thấy nè, tương tự vậy đây. Thì đây là cái offset chúng ta là cái cây rừng thì nó sẽ có cái basic cơ bản không nói gì rồi. Coordinate hay chụp tọa độ thôi. Còn đây là những cái tham số nè. Tôi sẽ nói sơ về cái này ha, để các video sau các bạn dễ làm việc hơn. Thì tree parameter là những tham số chung của cây này. Trunk là về cái thân cây, tham số về thân cây. Attachment là cái việc mà gắn lên những cái nhánh cây lên cái cây này. Attachment giống như bạn gửi mail thì nó có chữ attachment là đính kèm á, đính kèm cái tập tính ta. Hyperwind là về cái phần gió. Simulate là chạy mô phỏng, chạy theo cái cat á, chạy cái bộ nhớ tạm á, cái việc mà chuyển động á. Global control là những cái quản lý chung. Range global là những cái chỉnh sửa những cái nhánh cây mà chỉnh chung hết tất cả các nhánh, còn sau đó chúng ta sẽ có chỉnh sửa riêng từng cái cấp độ, như là cấp độ 1 nè, range level 1 để chỉnh sửa theo cấp độ 1 thì nó sẽ có 2 3 4 5 6 7 cấp độ 7 các bạn. Còn đây là leaf là nhánh lá, chỉnh sửa lá, còn đây là chúng ta phải tự tạo cái trái cây luôn nè bạn. Mặc định phần mềm thì nó không có, chúng ta phải tự tạo cái root trái cây
snow là tuyết ha. Tuyết thì thực ra nó sử dụng cái metabon thôi bạn. Thực ra sử dụng cái metabon này nè để nó làm tuyết, nhưng mà tôi có một cái plugin mới hay hơn. Tôi thường hay sử dụng tuyết trong Magic Now này. Thì về cái plugin Magic Now này tạo tuyết thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Các bạn nào chưa xem thì có thể xem trên trang web cá nhân của tôi phankimtu.com. Thì tôi đã hướng dẫn cái phần Magic Now rồi, tạo tuyết, UV setup, chỉnh sửa cái chất liệu thôi. Tree library là anh ta sẽ sử dụng những cái mẫu cây có sẵn trong thư viện. Hay là về cái phần vùng chọn, vùng chọn chúng ta, vùng chọn mà các bạn mà thường hay tạo vùng chọn bằng cách này nè, set color đây nè, mà này chúng ta sẽ có sẵn trong đây. Thì tới đó tôi sẽ làm video hướng dẫn ha. Phong rồi, thì cái video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tab đầu tiên là tree parameter, cái tham số chung cho cái cây này. Thì bạn có thể sử dụng cái mẫu cây này cũng được, nhưng mà tôi sử dụng một cái mẫu cây khác trong đây cũng được. Tôi dùng cái cây này đầu tiên đi. Rồi, nó tôi được cái cây này ha. Render thử. Khi bạn tạo mới một cái cây trong cái thư viện thì tự động tạo chúng ta cái chất liệu luôn. Thì cái chất liệu nó cũng đặt tên chúng ta rất là dễ à. Trên là cái thân nè, còn leaf là lá ha. Nó chúng ta được một cái cây như thế này. Rồi, giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa cái thông số đầu tiên ha. Các video sau chúng ta sẽ mỗi video tôi sẽ tìm hiểu một cái tab này. Rồi, video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tree parameter là cái tham số của cây này. Thì đầu tiên bạn sẽ thấy là cái đây là cái cây. Còn nếu các bạn mà hiển thị không dưới hình dạng cái cây, bạn chọn dưới dạng line á, đường thẳng thì lít vô đây. Thấy chưa? Thì nó thứ nhất là nó giúp cho cái máy các bạn nhẹ hơn. Trong trường hợp mà các bạn sử dụng chức năng mà nhân bản á, bạn nhân lên cả vài chục ngàn cây. Thì nếu bạn sử dụng cái chế độ hiển thị cây này thì kết hợp với việc mà mô phỏng mà gió thì nó dễ gây giật lắc máy lắm. Kết hợp với Hyperwind là bạn gió nè, bạn kích hoạt lên ha. Nó một cây hay vài cây hay vài chục vài trăm cây thì không có gì, mà trường hợp vài ngàn cây thì máy bạn rất dễ bị giật lắc, thoát phần mềm, bị treo máy. Nên chúng ta có thể là lít chế độ này, light mode này để cho nó nhẹ cái máy chúng ta. Và cho bạn có thể là quan sát kỹ hơn cái việc chuyển động của gió nữa. Nó và hiện tại cái cây này nó đang màu cam nè, bạn thấy cái thằng mà thân cây á màu cam nè, bạn hãy chọn màu khác tùy các bạn. Thấy chưa? Nó là cái cách chọn cái light color, là chọn màu cho cái đường light chúng ta. Rất là dễ. Control Z ha, hiện tại đang là màu cam. Thì cái cây này bạn đang để như thế này, bạn muốn mẫu ngẫu nhiên á, thôi tạm ngưng gió đi nha. Bạn hãy chọn tắt cái phần gió đi. Đây. Rồi. Cái cây này bạn muốn nó cái mẫu ngẫu nhiên thì bạn chọn đây ha, randomize tree. Bạn muốn cái cây nó có một cái hình dáng ngẫu nhiên như thế nào thì bạn click vô random. Thấy chưa? Rất là dễ. Thì thông thường những cái bạn mà chúng ta không cần biết nhiều á, chúng ta chỉ sử dụng những cái mẫu thư viện, sau đó chúng ta kết hợp với việc mà random như thế này thì đã là quá ok rồi. Quá tốt cho chúng ta rồi, không cần biết nhiều nữa. Rồi, tiếp theo về cái phần những cái này là cái gì? Cái này tô sáng cái cấp độ level cuối cùng á. Nghĩa là đây nè, dạng liner nhé. Cái cấp độ mà cuối cùng á, thì cái này cũng không có gì đâu. Rồi, chúng ta sẽ tới. Thông thường á, khi tôi tìm hiểu một cái tab trong đây này, tôi sẽ tắt hết, tôi sẽ ẩn như thế này. Đó. Sau đó tôi sẽ tìm hiểu từng thứ một. Khi cái nào mà tôi tìm hiểu thì tôi sẽ lít cho nó mở ra như thế này. Đó. Sau khi tôi tìm hiểu xong được cái phần tree review là cái xem đầu tiên của cái cây này, chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn muốn nó hiển thị cái cây thì lít vô đây, hiển thị dạng line thì lít vô đây, đổi màu thì lít vô đây. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tới cái thứ hai là cái tree level này. Cái tree level này là cái gì? Cái tree level này là cái gì ta? Cái tree level này chính là cái cấp độ. Cái cấp độ của cái cây có nghĩa là tôi sẽ cho bạn xem ha. Mặc định cái cây mà nó chỉ có cái phần thân thôi thì nó sẽ là cấp độ 1. Có nghĩa là cái cây nó chỉ có cái thân hoặc là có một chút cái nhánh như thế, gọi là level 1, cấp độ 1. Khi bạn tăng lên thì bạn sẽ tăng cái phần nhánh cây lên. Cái cấp độ nhánh cây mới vừa tạo đó, gọi là cấp độ 2.
nghĩa là ta tăng chi tiết lên thôi. Đây, cái nhánh cây, một cái phần mà mới tạo thêm cái nhánh cây phía sau này nữa, gọi là cấp độ 3. Rồi cái phần mà nhánh cây nhỏ mới tạo thêm phần rìa bên ngoài nữa, gọi là cấp độ 4. Tùy theo cây nó sẽ có cái cấp độ khác nhau các bạn. Có những cái cây tới cấp độ 4 như thế này là đã có lá rồi, còn cái cây này hiện tại cấp độ 4 chưa có lá. Chúng ta phải tăng lên cấp độ 5, thì cây này tới cấp độ 5 mới bắt đầu có lá, còn cấp độ 4 chưa có lá cây. Thấy chưa, cấp độ 4 chưa có lá cây. Thì cái việc chưa có lá cây này bạn hãy mô phỏng những cái việc mà mùa rụng lá bạn, mùa thu gì đó, mùa đông gì đó, thì nói chung lá nó rụng thì bạn hãy là bỏ đi cái cấp độ mà hiện lá. Nó còn một cái cách khác nữa là giả sử như bạn cho lá như thế này đi, nhưng mà bạn vào cái phần mà tùy chỉnh ren á, tùy chỉnh xin lỗi, tùy chỉnh led á, lá, bạn bỏ chức năng lá thì nó cũng không có lá ha. Lưu ý các bạn đó, ta sẽ tìm hiểu về cái này sau. Led là lá. Rồi thì tùy theo cấp độ chúng ta sẽ lá ít nè, cấp độ 6 lá nhiều hơn, cấp độ 7 lá nhiều hơn. Render thử, bạn thấy chưa, rất rất là dễ nếu sử dụng cái lớp in này. Rồi nhiều lá thì nó, nếu bạn mô phỏng chuyển động gió thì nó sẽ giật máy thôi, dễ đứng máy hơn, bạn thấy chưa, nó đi nó bị giật ha. Đó, bạn thấy chưa, nó nhiều lá quá thì giống như là nhiều cái detail quá, chi tiết quá thì nó dễ làm cho cái máy ta giật lắc. Rồi quay lại đây, chúng ta sẽ tới cái phần mà cái này là cái gì, view render level, nghĩa là nếu mà bạn để chế độ hiển thị là cấp độ 3 ha, nhưng mà khi mà bạn bật cái này lên thì khi bạn render thì nó sẽ theo cái cấp độ bên dưới đây, nghĩa là mặc dù chế độ review của bạn là level 3, nhưng mà khi bạn bật cái tính nó xét vào đây và bạn bật cái này lên là 7, nghĩa là khi mà hiển thị 3 nhưng mà render thì render 7. Nè, tôi render bạn xem nè, thấy tôi lướt vào đây chứ, thấy chưa, chúng ta sẽ render là 7, nghĩa là cái cấp độ 7 bạn lướt vào đây nó không hiển thị đâu, bạn phải lướt vào chế độ này mới render nè, bạn thấy chưa, khi hiển thị là hiển thị cái level 3 thôi, nhưng mà khi render thì nó sẽ render chúng ta là cái cấp độ 7. Nó thì chúng ta sẽ lên cho check vào đây và chọn cái chế độ render đây ha, render level mấy. Thì cái việc này nó tránh cái việc mà chúng ta để cái chi tiết level cao quá thì khi chúng ta chỉnh sửa nó dễ bị giật lắc máy lắm. Còn khi render thì chúng ta cần phải có kết quả nó tốt, chi tiết nhiều thì chúng ta sẽ tăng cái level lên, chỉ vậy thôi bạn. Còn các bạn muốn hai cái giống nhau thì khi xem như thế nào thì render y chang như luôn. Giả sử như là xem cấp độ 3, render cấp độ 3 luôn. Đó, thì bạn xem nè, hiển thị như thế nào thì render y chang vậy luôn. Thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Tới cái sheet này á, tree sheet này lúc nào cũng vậy. Bạn thấy có cái chữ sheet này thì bạn cứ hình dung là lấy mẫu ngẫu nhiên. Nghĩa là trong 9999 mẫu thì bạn muốn lựa chọn bất kỳ một cái mẫu nào thì bạn nhập tham số vào đây thôi. Nó thực chất nó là cái này nè bạn, cái random tree nè, là cái mẫu ngẫu nhiên nè, thấy chưa. Nó bạn chọn đầu thì cái sheet này nó sẽ chạy theo cái tham số đó, chỉ vậy thôi. Rồi đây là chỉ là chỉ việc mà chọn cái mẫu ngẫu nhiên thôi, bất kỳ nhập vô đây cũng được. Rồi sau khi chúng ta xong được cái hai cái này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái thứ ba. Thực ra thì bạn để ý cái phần mà cái tên đó bạn, cái chữ tiếng Anh nè, bạn nhìn đây cũng bạn cũng hiểu đây rồi. Review là chế độ xem, level là cấp độ, parameter là cái tham số. Ok, cái phần này quan trọng nhất. Thì chúng ta sẽ thể chỉnh tùy chỉnh được cái size là kích cỡ của cây, lớn nhỏ, rất là dễ, thấy chưa. Rồi, bạn chỉnh nhá, trong đây thì ngoài đây thì sao? Ngoài đây bạn chỉnh cái phần mà tỷ lệ lớn nhỏ cũng được. Nhưng mà thông thường chúng ta sẽ chỉnh ở trong. Mình sẽ cho tăng cái cây lên gấp 3 lần. Đó, cây sẽ lớn gấp 3 lần. Nhưng thông thường chúng ta sẽ chỉnh ở trong chứ không chỉnh ở ngoài bạn. Ngoài nhiều khi nó dễ lỗi lắm. Đó, chúng ta sẽ chỉnh ở trong đây. Cái phần size đây. Rồi,
cho reset lại thì bạn click chuột phải chọn reset to default. Rồi tiếp theo tới phần tree round bạn. Cái này là cái sự tăng trưởng hay cái sự lớn lên của cây cho bạn xem ha. Cái này bạn có thể đặt khóa cây tạo chuyển động được như thế này nè. Đó. Thấy chưa? Giống như bạn ý, cái cây hiện tại tôi đang ở level mấy mà nó không có lá. Ta sẽ tới phần level cấp độ 3 chưa có lá, cấp độ 5 mới có lá. Rồi, ok. Đó, thì bạn có thể đặt khóa cây nè bạn. Cho cái cây nó tự động lớn lên và nó ra lá. Thấy chưa? Như vậy thôi. Giả sử như đặt đặt đây nè, cái khóa cây là đây. Tới khung hình 50. Ý. Khung hình đầu tiên thì cái đây nó sẽ không có số 0. Tới khung hình khoảng 50 ta sẽ cho tăng lên 1. Rồi. Thấy chưa? Tạo ra cái chuyển động cũng vui nha. Cái cây nhỏ, cái này tại vì chúng ta làm một cây thôi các bạn, là sử dụng nhiều cây á, tạo hiệu ứng nhiều cây các bạn nhìn nó đẹp đó các bạn. Nhiều cây từ mọc lên, từ nhỏ tới lớn và ra lá ra trái cây luôn, bạn sẽ làm thêm cái phần ra trái cây nữa. Trái cây thì bạn làm trong fruit nè, trong tab này. Rồi. Chúng ta tắt đi. Control Shift click vào đây để xóa hết toàn bộ khóa cây của cái track này. Lưu ý nha, Control Shift click chuột trái. Cái round ratio này là cái tỷ lệ nó lớn thôi, không có gì. Cái round overlap là cái những cái cây này nó sẽ lớn và nó sẽ chồng lên nhau. Trường hợp các bạn có nhiều cây các bạn. Nhiều cây thì các bạn có thể là sử dụng chức năng này. Thôi bỏ đi. Platten tree, cái này là chức năng làm phẳng cái cây. Nghĩa là bạn xem trong môi trường 3D này nha. Tôi xây cho bạn xem nha. Nó cái cây nó sẽ cái tán cây nó sẽ đưa ra mọi phía như thế này, nhìn từ trên nè. Ha. Nó sẽ đưa ra từ mọi phía như thế này. Nhưng mà khi tôi tăng cái platten này lên á thì cái cây nó sẽ dẹp lại, giống như bạn lấy hai cái mặt phẳng bằng ép nó lại vậy. Cái cây nó sẽ bị dẹp lại, dẹp lép lại. Thấy chưa? Dẹp lép lại như một cái mặt phẳng vậy thôi. Bạn nhìn nè. Như mà các bạn nào mà thời sinh viên, thời học trò, các bạn hay chơi cái việc mà lấy những cái lá cây hay là hoa phượng gì đó, các bạn bỏ vô quyển tập đó, bạn ép lại thì được như thế này. Nên tôi sẽ xây cho bạn xem. Thấy chưa? Nó sẽ phẳng như thế này. Chỉ vậy thôi. Giống như lá cây khô vậy ha. Render thử. Render theo chiều này nè cho bạn thấy. Thấy chưa? Chỉ là một cái mặt phẳng thôi. Ép lại. Này các bạn phải dùng trong cái việc là tạo hoa sau đó các bạn cho nó platten lại, ép lại. Rồi chỉ là vậy thôi các bạn. Ứng dụng thì thực tế thì bạn hãy làm cho cái những cái nhánh này nó sát lại nhau như thế này. Thấy chưa? Rồi. Còn cái này là chức năng này rất là quan trọng là bạn chỉnh đường lưới. Nó tôi bật cái dạng đường lưới lên nha. NB, phím tắt là NB. Thì bạn sẽ thấy nè, đây là cái phần đường lưới của cây. Cái này quan trọng trong cái việc mà khi chúng ta render mà chúng ta chỉnh sửa phần chi tiết á, trường hợp mà nó cũng quan trọng trong cái việc mà các bạn thực hiện nhân bản cây nữa. Một vài cây thì không nói, nhưng mà trường hợp mà vài ngàn hay vài chục ngàn cây á, các bạn mà tăng đường lưới này lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc render nhanh hay chậm. Đây, mặc định đây. Không có gì lộn, cái này là nó chỉnh hưởng đến cái việc xây của đường lưới thôi. Rồi cái này không gì hết bạn, cứ để mặc định ha, ok ha. Cái phần mà chỉnh về cái phần đường lưới mà nhiều hay ít thì chúng ta sẽ qua cái phần sau nữa. Rồi, chúng ta sẽ tới cái tab tree noise là cái phần tree noise là cái phần mà noise thôi. Noise là sao? Noise là sự hỗn loạn các bạn. Thì cái này tôi cho bạn xem nè ha. Hiện tại nó đang cái chế độ style nó là turbulent. Bạn sẽ thấy nè, nó có rất là nhiều cái hình dạng cái cây. Chọn bất kỳ ha. Bạn thấy chưa? Rồi, bạn sẽ thấy cái cây chúng ta nó sẽ theo một cái hình dạng bất kỳ. Đó. Thấy chưa? Bạn chọn cái nào thì tùy các bạn. Bạn cứ tự tìm hiểu thì bạn cứ chọn thôi.
cây nó sẽ uốn cong hay bẻ như thế nào đó, thì nói chung là nó sẽ tự động làm một, cho chúng ta một cái mẫu ngẫu nhiên. Giả sử như bạn chọn cái chế độ này ha, thì bạn vào cái tree review là bạn đích vào random tree, thì phần mềm nó sẽ căn cứ trên cái hình dạng noi đó để nó tạo ra một cái mẫu random mới cho chúng ta. Bạn thấy chưa, rất là linh động. Giả sử ta chọn chế độ noi khác nha, noi này nó giờ ta lít vào cái chế độ random, thấy chưa? Thì thực chất thì nếu các bạn biết sử dụng những cái tham số này thì các bạn có thể là tùy chỉnh ra biết bao nhiêu mà cây cho nó, rất là đa dạng cái cây. Tại vì ta hướng đến cái việc mà chúng ta phải tự làm để chúng ta có thể là dựa trên một cái hình chụp một cái sản phẩm cây nào đó trên mạng internet, có nghĩa là giả sử như bạn chụp cái cây trong vườn nhà các bạn cũng được. Ta giả sử nha, giả sử giờ tôi tree hình ảnh rồi, thì tôi lấy ví dụ nha. Giả sử như các bạn thấy một cái mẫu cây như thế này, cây này bạn thấy đẹp quá, thì các bạn có thể là sử dụng cái thư viện trong 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 Simafuli á, trong cái Latin Forester này á, để bạn kiếm cái nào đó tương tự như thế này. Sau đó các bạn sử dụng những cái tham số mà tôi hướng dẫn các bạn trong những cái video tiếp theo á, để các bạn chỉnh sửa được cái cây tương tự như này. Sau khi làm được cái cây như thế này rồi thì bạn sẽ lưu lại trong cái thư viện của các bạn để sau này chúng ta sẽ sử dụng. Thì nó cũng giống như cái việc chúng ta tự tạo chất liệu thôi. Còn nếu các bạn không làm được những chuyện đó thì bắt buộc các bạn phải lên trên đây mua thêm ha. Tâm sẽ mua thêm cái đầu tiên là Forester Latin, các bạn phải mua thêm những cái gói bổ sung của cái phần mềm này. Thì nó sẽ có bán cho chúng ta cái gói pack 1, pack 2, pack 1, pack 2 rồi nè. Đây nè, pack 1, pack 2, hai gói này. Nãy tôi nhớ không làm là 100 để mấy đô đó ha. Thì chúng ta tự làm thì chúng ta học rồi thì chúng ta tự làm thì đó là chi nhỏ rồi. Chúng ta sẽ dựa trên những cái mẫu cây mà chúng ta nhìn thấy trên mạng hay là chụp hình ở nhà vườn cây nhà bạn á, thì chúng ta đều làm được hết các bạn. Nếu chúng ta hiểu rõ những cái thông số thì chúng ta tự làm hết. Ok hết, không có gì hết. Không có gì là khó. Rồi, quay lại vấn đề chúng ta. Chúng ta cái này các bạn hãy chọn một cái mẫu bất kỳ. File dạng lửa hả? Nhìn cũng file dạng lửa giống như là cái cây này nó vừa bị đốt cháy xong vậy. Nếu các bạn hãy bỏ cái phần lá đi, bạn chỉnh cái phần level đó, cho thấp xuống, hoặc là bạn bỏ cái phần mô phỏng lá đi. Lá đâu rồi? Lép đây. Thì bạn nhìn cái cây nó không có lá bạn. Ê, xin lỗi. Đây. Thấy chưa? Thì mô phỏng cái cây giống như là mới bị cháy rừng xong vậy. Thì cái cây nó trơ trọi như thế này, kèm theo hiệu ứng tạo khói lửa. Thì nói về phần khói lửa luôn, tôi đã hướng dẫn các bạn cái plugin tạo khói lửa rồi ha, có tên là Turbulent FD. Đây, tôi đã hướng dẫn các bạn phần tạo khói lửa. Rồi. Còn ở dưới đây là cái độ phức tạp thôi. Turbulent Complexity là cái độ phức tạp của cái bạn tăng lên thì như thế này ha. Bên tay trái là cái phần mà những cái cây nhánh này nó sẽ cứng, nó sẽ như là một cái đường liner, một đường thẳng. Còn khi bạn kéo qua đây thì nó sẽ mềm mại hơn, chỉ đơn giản như thôi. Rồi, thấy chưa, đây là những cái mẫu ngẫu nhiên đây. Mặc định của phần mềm thì nó sẽ chọn chúng ta turbulent là cái cơ bản nhất, cái mà cái cây nó sẽ là đứng thẳng lên và nó sẽ chỉa những cái nhánh cây ra những hướng xung quanh. Đó là cái cây tốt nhất. Còn những cái kia thì nó sẽ biến quá, nó sẽ bẻ cong hay là nó sử dụng chức năng xoắn rồi đó, thì những video sau chúng ta sẽ tìm hiểu những cái đó. Nó sẽ bẻ cây này xoắn như thế này thì nó sẽ xấu hơn, nó chỉ thích phù hợp cho một số trường hợp thôi. Rồi, ok các bạn, thì video này là kết thúc rồi, cũng nhiều rồi. Thì chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cái phần tham số đầu tiên là tree parameter, tham số chung của cây, review chế độ xem level cấp độ cây, tree parameter tham số cây, về kích cỡ độ phát triển cây, về cái độ noi của cây. Rồi, video này là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cái phần video sau, hướng dẫn bạn cái phần trên parameter đi, là tham số tôi sẽ chỉnh về cái phần thân cây ha, trên là thân cây. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com.